Đến thời điểm hiện tại còn ai mà không biết BTS, một nhóm nhạc đình đám nhất thế hệ K-pop hiện nay. Cả nhóm đã chứng minh được tài năng của mình từ lúc còn khó khăn nhất cho đến khi nhận được nhiều giải thưởng và ghi nhận những thành tích đáng để. Trở thành nhóm nhạc K-pop đầu tiên biểu diễn và chiến thắng tại Billboard Music Awards. Các video âm nhạc của BTS cũng có hàng triệu lượt xem. Không có gì lạ khi nhóm đã trở thành nhóm nhạc hot nhất và được nhắc đến nhiều nhất trên khắp thế giới. Nhưng cũng vì càng nổi tiếng thì càng gặp nhiều rắc rối. Tuy nhiên, đừng lo lắng, vấn đề không nằm ở các thành viên mà là từ các Sassan fan. Họ là những người tự nhận mình là fan, họ bị ám ảnh quá mức bởi tưởng tượng yêu thích của mình đến có thể làm hại thân tượng. Tất nhiên, BTS cũng không tránh khỏi và trong video này, những gì điên rồ nhất mà các Sassan đã làm với BTS. Giờ thì, kể đi go! một đụng, chạm, thậm chí nắm lấy các thành viên tại sân bay. BTS được biết đến và còn nổi tiếng ở rất nhiều quốc gia, chính vì thế mà các thành viên cần phải di chuyển đến nhiều nước và khu vực khác nhau trên thế giới trong một khoảng thời gian ngắn để hoàn thành công việc của mình. Và những lúc di chuyển như vậy tại sân bay thì đây là một trong những nơi thường xuyên có thể tìm thấy xa xên nhất Mỗi khi BTS có mặt tại sân bay, đây lại trở thành cơ hội để họ đến gần BTS hơn. Vì đây là nơi công cộng, họ sẽ cố gắng nhất có thể để đến gần BTS và cố gắng chạm vào các thành viên trong nhóm, chụp ảnh hoặc thậm chí cố gắng lấy đồ đạc của họ. Khi nhóm đến Indonesia cho một buổi biểu diễn, BTS đã được chào đón một cách bất ngờ. Các fan đã nắm lấy từng thành viên và lao vào họ để thỏa mãn được sự khao khát idol của mình, họ không ngần ngại chạm, kéo, thậm chí túm lấy các thành viên và còn có thể khiến cho các cô ấy ngã nhau nữa. Thứ hai, cố ý đặt và lên cùng chuyến bay. Một đoạn video ngắn được nhân viên của Beat Hit đăng tải trên máy bay khi cả nhóm đang di chuyển cùng nhau trong một máy bay. Phần lớn các hành khách đều bị nghi ngờ là Sassan fan vì hầu hết họ đều mặc áo hoodie và đeo khẩu trang và hầu như các hành khách ấy đều có cùng độ tuổi. Khi máy bay đã hạ cánh, tất cả đều nhanh chóng di chuyển ra khỏi máy bay nóng vội và thậm chí còn không quan tâm đến túi sách đồ đạc hành lý của mình ở trong khoang nữa. Rất tiếc, video này đã bị nhân viên xóa và gỡ bỏ, nhưng nghĩ lại cũng thật đáng sợ đúng không? Thứ ba, truy tìm thông tin cá nhân. Câu chuyện fan cuồng quanh năm suốt tháng đeo bám thần tượng thậm chí cả số điện thoại, những thông tin cá nhân của nghệ sĩ cũng bị sáng lung. Từ đó, họ sẽ gọi điện thoại, làm phiên, bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt đến đe dọa, đã không còn xa lạ tại làng giải trí xứ Kim Chi. BTS cũng không tránh khỏi tình huống đó. Các Sassen fan sẽ tìm kiếm thông tin cá nhân của các thành viên trong nhóm, cố gắng tìm lịch trình số điện thoại, địa chỉ và các thông tin khác của thần tượng. Họ lấy thông tin này ở đâu? Hóa ra có rất nhiều người trong cuộc cùng tham gia, chẳng hạn như nhân viên và thậm chí là một số người vì tiền mà đã bán thông tin cá nhân của thần tượng một cách bất hợp pháp. Thứ tư, tự làm tổn thương cơ thể mình, một chủ đề về BTS cũng đã từng khá tình hành trên Twitter. Bộ fan cuồng đã trạch tay chỉ vì tin đồn rằng Trung Quốc cậu ấy đã có bạn gái. Bài viết từ khóa tìm kiếm theo xu hướng là Cutting for Cookie. Hashtag này là xu hướng dành cho Trung Quốc, em út nhà ban tan. Không chỉ có người hâm mộ Hàn Quốc tham gia sự kiện gây náo loạn này, mà thậm chí cả người hâm mộ quốc tế cũng tham gia. Các xa xanh fan này đã đăng tải hình ảnh cánh tay cùng với những vết cắt ở trên tay lên mạng xã hội Twitter. Thật đúng là đáng sợ. Thứ năm Tấn công Suga Suga cũng đã từng trải qua một lần đụng độ đáng lo ngại với một fan cuồng. Trong một lần các chàng trai của chúng ta đang ở sân bay, đột nhiên xuất hiện một Sazen fan. Hóa ra là người đứng đầu một nhóm fan tại Nhật Bản của BTS. Người này đã đuổi theo Suga và thực hiện hành vi hành hung cậu ấy. Chủ nhóm này đã theo dõi cho đến ngay cả khi Suga lên máy bay và liên tục chụp ảnh. Thứ sáu, cố gắng để hôn Suga Mặc dù đây là tình huống đã xảy ra từ vài năm trước, nhưng đông đảo ARMY vẫn phải rung mình khi chứng kiến sự táo tợn của các fan cuồng giữa chốn công cộng. Cách đây vài năm, một fan nữ đã bị bắt gặp đang cố gắng chạy và lao đến hôn Suga sau khi nhóm kết thúc một buổi ghi hình. Trong đoạn clip được đăng tải có thể nhận ra, người này đột nhiên chạy rất nhanh đến phía Suga và có ý định hôn cậu Lúc này Suga đã nhanh chóng đẩy xa sinh này ra xa và bảo đừng làm như vậy nữa. Những người chứng kiến hành động này cũng tỏ thái độ cực kỳ phẫn nộ. Sự việc chỉ được giải quyết ổn thỏa khi một nhân viên đến kịp thời viện trợ Suga và đưa cô gái này ra. Dù có phải là fan của BTS hay không, bất kỳ ai chứng kiến hay là xem được, đoạn clip này cũng đều cảm thấy giận dữ. Trên thực tế, Suga đã từng nhiều lần bày tỏ những dòng suy nghĩ thẳng thắn về việc sự riêng tư quan trọng như thế nào đối với bản thân mình. Thứ bảy, đuổi theo BTS ở tỷ điển. Các sasen không chỉ theo đuổi BTS khi nhóm di chuyển ở Hàn Quốc, mà thậm chí còn theo chân quấy rối khi cả nhóm có lịch trình ở các nước khác. Một lần tại Thụy Điển khi BTS đang ghi hình, các thành viên đã dừng lại ở một quán cà phê để ăn một chút gì đó và thư giãn. Một nhóm sasen fan đã theo dõi và chờ đợi các chàng trai xuất hiện bên ngoài. Khi phát hiện và không yên tâm với điều này, bộ cười nhân viên đã quyết định bước ra ngoài và yêu cầu họ di chuyển. Và không có gì ngạc nhiên Thay vì thực sự di chuyển thì các fan giả vờ rơi đi, nhưng họ vẫn tiếp tục quấy rối. Đến khi quá trình quay hình kết thúc và cả nhóm rời đi thì họ bắt đầu đuổi theo các chàng trai khi mà các cậu ấy bước ra khỏi quán. Thứ 8 theo dõi các thành viên mọi nơi. Theo dõi BTS mọi lúc mọi nơi là một trong những điều mà các Shashen vô cùng thích thú. Hầu hết các Shashen sẽ đợi và quan sát BTS, sau đó thì theo dõi bất cứ đâu mà các trai nhà đến. Chụp ảnh thường tượng đối với họ mà nói là một điều gì đó rất tự hào khi mà đăng tải lên và chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Đêm ngày 17 tháng 2 sau khi hoàn thành concert tại Fukuoka, Nhật Bản đã trở về khách sạn. trường hóp đã mở buổi phát sóng trực tuyến cùng ARMY đếm ngược ngày sinh nhật. Bất chấp mệt mỏi sau buổi diễn và phải bay về Hàn Quốc ngay sáng hôm sau, tiểu hy vọng của chúng ta vẫn tổ chức sự kiện đặc biệt để cảm ơn fan nhân ngày sinh nhật của mình. Sự xuất hiện của cậu cùng với các thành viên đã thu hút khoảng 10 triệu lượt xem trong hơn một tiếng livestream. Tuy nhiên, không thể tận hưởng niềm vui trọn vẹn cùng thân tượng, ARMY đã bắt gặp một hình ảnh đáng ngờ ngay giữa buổi phát sóng. Khi các thành viên đem bánh sinh nhật vào phòng chúc mừng chơi hót, một cô gái kỳ lạ bỗng nhiên mở hét cửa phòng, chụp ảnh rồi chạy đi. ARMY xem livestream ngay lập tức phát hiện điểm đáng ngờ, nhưng vẫn tự nhủ đó chỉ là một nhân viên. Cùng lúc đó, một nhóm sasen fan bao gồm 4 cô gái người Nhật đã đăng lên story Instagram quá trình theo dõi BTS ở chính khách sạn các cô ấy đang ở. Sau khi bị các fan hâm mộ phát hiện và report, cả bốn tài khoản đó đã chuyển về chế độ riêng tư. Sự việc này khiến cho Army nghi ngờ cô gái xuất hiện trong livestream không phải là nhân viên mà là sasha fan. Các Army đã có một đêm mất ngủ vì lo lắng cho sự an toàn của bàn tàn. Thứ 9. Gửi tin nhắn rác và gọi điện làm phiền Gửi tin nhắn rác và liên tục gọi điện là một việc khác mà các Sasan làm để thu hút sự chú ý của thần tượng. Điều này trở nên thật viên phức và gây khó chịu đối với thân tượng vì số điện thoại là bí mật và không phải là thứ họ muốn chia sẻ hay trò trị ra công chúng. Chuyện là sau khi fan meeting tổ chức tại quê nhà Busan thì trong Quốc vẫn còn những điều chưa nói hết với fan nên mở livestream để tâm sự tiếp. Câu Úc còn gọi tên cuộc trò chuyện này là Thư giãn sau những khoảnh khắc hạnh phúc. Thế nhưng trong lúc đòi chuyện, Trân Quốc liên tục bị quấy rầy bởi một số điện thoại lạ gọi đến liên tục. Nhưng thay vì bắt máy nhẹ nhàng thì cậu ấy đã đưa số này vào danh sách đen vì biết chắc chắn đây là số của một fan cuồng nào đó. Đã là người tuổi tiếng thì sẽ không thể tránh khỏi những giây phút bị xâm phạm quyền riêng tư. Ngoài Trân Quốc thì Suga cũng là một trong những nạn nhân bị hội fan cuồng quấy rầy. Sự việc nghiêm trọng đến mức cậu chàng còn quyết định phải đợi số điện thoại để được bình yên. Thứ 10 đập mặt xe lại để giống Jimin bị ảnh hưởng về những cảm xúc tiêu cực sau khi trải qua những chuyện buồn, Oli đã trở thành một fan cuồng nhiệt của Jimin tới mức sẵn sàng làm mọi thứ để được trông giống idol. hầu hết các army đã không còn xa lạ với Oli London, bộ fanboy rất nổi tiếng vì nhờ việc chi 150.000 đô la Mỹ cho 15 ca phẫu thuật để có ngoại hình giống thần tự. Theo chính chủ đã xác nhận, gần như tất cả các bộ phận trên khuôn mặt của anh chàng đều được các bác sĩ Hàn Quốc chỉnh sửa mạnh tay. Tuy đã chi rất nhiều tiền cho nhiều cuộc phẫu thuật như vậy, nhiều fan Kpop nhận xét gương mặt của Oli không giống Jimin mà chỉ là một sản phẩm giao kéo điển hình. Qua đây có thể thấy fan cuồng thật sự rất đáng sợ và nguy hiểm. Họ sẽ làm bất cứ điều gì để có thể đạt được những gì họ muốn. Họ không quan tâm điều đó đúng hay sai, miễn là đã đạt được điều mình muốn và có thể đến gần thần tượng của mình hơn nếu bồ thật sự là một người hâm mộ, bạn ấy thân tượng một cách văn minh và thậm chí chỉ cần một tâm hồn trong sáng và một trái tim chân thành đối với thần tượng của mình là được. Các chàng trai nhà Pantan cũng chỉ cần như vậy là đủ rồi, trở thành người nổi tiếng. Không phải lúc nào cũng được tận hưởng ánh hào quang và sự giàu có. Mặt trái của danh vọng là phải chịu đựng những hành vi mất kiểm soát của fan cuồng. Thế mới thấy cuộc sống của giới nghệ sĩ không phải lúc nào cũng tràn ngập màu hồng như chúng ta vẫn tưởng. Còn bây giờ, nhớ đăng ký kênh Vẫn Quả Chuông để nhận được thông báo mỗi khi KD có video mới. Đây là kênh KD Kpop. Xin chào và hẹn gặp lại vào buổi tối hàng ngày lúc 19 giờ. Bye bye!